Gia đình sẽ đến cái siêu thị chợ Wise. Gia đình sẽ đổi cái tiền xu á các bạn. Tiền xu mà mỗi lần mình đi shopping ha, mình đi chợ mà mình trả cái bằng cái tiền giấy đó. Người người ta có thối lại cho mình cái xu này, 1 xu ha, 25 xu gì đó. Mình cũng đã để dành cũng cả năm rồi. Cũng như mỗi lần mình đi chợ về mình có mấy cái đồng xu lẻ là mình bỏ vào cái thùng, giống như mình bỏ ống heo gì đó. Sau khi 1 năm trời rồi mình thấy cái thùng xu của mình đó nó cũng đã đầy rồi. Bây giờ mình sẽ xách cái bịch tiền xu đó mình vào cái siêu thị, bất cứ siêu thị nào cũng được ở Mỹ mà nó có cái máy đổi tiền á, cái tiền xu á, thì mình sẽ được đổi. Tùy theo ở trong cái ngân hàng á thì nó đổi cho mình á, nếu mà ngân hàng của mình có cái account ở trong đó thì nó đổi, nên nó không có trả cái tiền cù lao của mình. Còn mà mình cái siêu thị của chợ quay mình đổi thì chắc chắn là nó sẽ trả cái tiền phi là tiền cù lao của mình đó các bạn. Trên đường mình đi lại siêu thị chợ quay mình có tiền ở cả nhà. Siêu thị có máy cho mình đổi tiền lắm, nhưng mà chỗ mình làm á nó gần hơn. Mình lại Wise nha các bạn. Nhưng mà bây giờ một phòng chống dịch nha, khỏi bị nhiễm lây lan. Bây giờ mình kiếm chỗ đậu xe đi, mình vô cái này đó, cái chợ Wise các bạn theo mình đó, chợ Wise đó, thấy không? Mình vô đổi tiền, đổi đồng xu, lấy tiền mặt, tiền giấy lại. Đó, bây giờ tìm cách năng đổi nha. Đây đó, bây giờ đổi từ cách nào đó ra tới tiền là 70-80 đồng rồi đó, cái tiền cắt mình xài cái tiền cắt mình xài là mình để dành đó, để khi nào nhiều á mình lại máy đổi. Giờ hai mẹ con đổi là wow, 100 mấy rồi à, đã không? Mẹ con đi giờ đang đổi tiền à. Này ở trong chợ nha các bạn, đi siêu thị xong trong cái chợ này nó có cái máy á, để mình có tiền cắt á, để mình để dành lâu lâu mình nhiều tiền cắt á, mình đem vô cái máy này à, mình bỏ vô nè những cái lỗ này nè các bạn, bỏ vô nó lọc được hết, nó có đủ độ tiền cắt các bạn. Nè, tiền này nè, tiền 25 sen, tiền 1 sen, tiền 5 sen, tiền 10 sen á thì các bạn bỏ vô lộn xộn hết, nhưng mà nó sẽ lọc, nó lựa ra cái nào 25 sen, cái nào 1 sen, cái nào 10 sen, cái nào 5 sen, nó sẽ đếm cho mình. Nó đếm cho mình xong bắt đầu số tiền nó đang nhảy rồi. Mình hiện tại là mình đang là gần 200 đô rồi nha các bạn. 200 đô rồi đó. Ba đồng 218 đô mình để dành á các bạn, cũng là tiền lẻ đổi ra tiền chẵn nha các bạn. Chưa, từ từ, bỏ nhiều quá nó đến phần trả đó, nó nghĩ có tiền lên đó, cái này nó đây là thôi mơ.
skin nè, máy để đổi tiền cắt. Khi các bạn làm xong rồi đó thì cái máy này nó sẽ ra nguyên cái vé, cái ticket cho các bạn là tổng số tiền bao nhiêu. Rồi các bạn mới đem cái ticket đó đem lại cái quầy đó, người ta sẽ lấy cái ticket đó tổng số tiền, người ta đưa cái tiền mặt cho bạn là cũng như là 300 đô. Người ta đưa cho các bạn 300 đô nha. Bỏ vô nữa. Nhận 300 chưa? Nhận 300 đô không? Wow. Nhận 300 rồi. 294 đô. Nhận 300 á, chắc ba đóng 300 đô quá. 300 đô phải không? Đã. Có vớt cái nào không? Còn nhiều chút hết vô cho đếm luôn nha. Wow. Hết chưa? Hết rồi. Đó này. Ok, bây giờ các bạn, tổng số tiền là mình 301 đô 39 sen. Bắt đầu mình khi mình xong mình bấm chữ đen là bấm xong rồi. Bắt đầu nó trẻ ra cái ticket cho mình nha các bạn. Nó kêu mình quay nè, chờ chút xíu nha. Transaction please wait. Mà 300 đồng hả? Nó chuẩn bị ra cái phiếu ticket cho mình. À. Wow, free account, nó trừ free account 15 đô nha. Không phải giỡn đâu. Các bạn ơi, nó trừ cái số 15 đô cho mình là 15, tổng cộng là mình 301 đô 39 sen. Nhưng mà nó ăn cái tiền free của mình là hết 15 đô rồi các bạn. Nhưng mà cái ticket mình còn lại là, nếu mà mình không có phải là member ấy, dạ, nó trừ 35 đồng á. Dạ, yeah. Bây giờ nhà băng nó free. Bây giờ nhà băng không có làm nữa. Có nhà băng có, nhà băng không thôi bây giờ. Bây giờ cái ticket mình là 286 đô 32 sen. Bởi vì nó tính tiền cù lao á. Cái máy là nó tính là nó ăn mình 15 đô. Không, nó nghe, giữ ngày mai là. Bây giờ mình giữ tự giờ tạm thời là chỗ này nó đóng cửa, mình đem lại cái quầy á, thu ngân á, mình đưa cho nó thì nó sẽ đưa cho mình 286 đồng tiền mặt với 32 sen ha các bạn. Bây giờ cả nhà lên xe nha. Lên xe bắt đầu về chứ. Ok, bây giờ trên đường mình về nha cả nhà. Đó là nãy đi siêu thị mua đồ sẵn tiền cắt mình để dành được cũng cả năm rồi đó, mình đổ luôn đó cho các bạn xem á. Lái xe về. Đó. Coi như mình tan sở làm là 7 giờ đó các bạn. Bây giờ trên đường về á mình cũng phải ghé siêu thị mình mua miếng đồ về nấu ăn. Sẵn dịp mình đem cái tiền cắt của mình đó mình đổi luôn. Tắm rửa xong phải nấu ăn nữa là cho công việc ngày mai tiếp tục. Đó, đây là ngã ba đèn xanh đèn đỏ mình phải ngừng. Ở bên kia mấy cái cây đó đẹp không cả nhà, giống Đà Lạt vậy đó ha, giống như cây tưng tưng, phong cảnh nó nhìn cũng lãng mạn lắm. Xe đèn đỏ thì mình ngừng lại. Những cái bảng hiệu ký hiệu đó là mình chạy mình biết ha. Quẹo trái đi thẳng hay là đi đường nào mình muốn. Bây giờ đèn xanh tiếp tục đi. Bây giờ là trên đường về.
Đây là số tiền của mình lãnh nha các bạn, 286 đồng lẻ mấy xu. Khi tiền xu mình đổi ra thì mình có credit, mình sẽ họ sẽ đưa cho mình cái tiền giấy lại ha. Đó, mình lãnh là 286 đồng 32 xu. 100 2 4 6 8 10 là 200 240 260 280 và 286 đồng. Đây 5 đồng với 1 đồng 6 đồng đó. Số thành. Để đó mình nhìn giùm được cái năm đó. Đôi khi mình bỏ cái tiền xu mà tiền xu lớn hơn nhiều hơn thì mình lãnh số tiền nhiều. Vì số tiền mình dành giùm nó có cái đồng xu nhỏ, đồng xu lớn và cái 1 sen nữa. Nên nó lẫn lộn với nhau thì mình không có được nhiều tiền chứ. Nếu mà mình để lúc nào cũng để cái đồng xu này 25 sen này nè, mình tiết kiệm được cả thùng đó, đổi cũng lên nhiều tiền lắm. Nhưng mà cũng ok, cũng vui vui được rồi.